Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta gặp vạn sự lành, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong tháng năm âm lịch, quý vị anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 được ông trời ban cho nhiều phúc đức, không những may mắn mà tài lộc cũng dồi dào. Đặc biệt, nửa đầu tháng năm âm lịch thì quý vị anh chị tuổi Nhâm Tý sẽ nắm bắt được cơ hội làm giàu có 1-2. Hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tý trong tháng năm sẽ gặp được quý nhân giúp cho cuộc sống của họ bước sang một trang mới. Sau đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình của họ trong tháng năm âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng năm âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có mệnh tang đúng mộc, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên, vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm áo, gạo tiền, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có mệnh số tốt, cả đời nhàn nhã sung sướng, họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách của họ hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc mọi người. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt được hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống luôn được an nhàn. Tháng này, phương diện cuộc sống của người tuổi Tý sinh năm 1972 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn bỏ cuộc giữa chừng. Hoặc dù có tiếp tục cũng không thực sự nhiệt tình giống như ban đầu trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định. Bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ bị sa ngã khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tý nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có quý nhân tương hỗ. Nhưng điều cốt lõi chính là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đến từ năng lực thực sự, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả, bạn sẽ rất dễ bị cướp mất cơ hội. Đồng thời trong tháng này công việc có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đòi hỏi bản mệnh không ngừng nghỉ, nỗ lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tầm nhìn. Có như vậy, bạn mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng nghỉ thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Vậy nên quý gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vận trình tài lộc của những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 3 âm lịch năm 2022 tuy có thăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư kinh doanh khó chiếm được lợi thế, thậm chí còn bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm và có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ hợp tác.
có thể hợp tác thêm được với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại. Hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán được mất, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong tháng khá bình ổn, cơ thể dù đau yếu cũng nhanh chóng phục hồi, cần chủ động nắm giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện tăng cường sức đề kháng thì không cần phải lo tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng cũng như là sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị tuổi Nhâm Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, thầy Gia Cát nhận định tháng này gia chủ được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh. Nhâm Tý duy trì được mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, gia chủ may mắn, luôn có được người thân, bạn bè, luôn kề bên quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan học hành, thành đạt, khiến bản mệnh cảm thấy rất hạnh phúc và có tư tưởng thoải mái. Tuy nhiên, giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng, thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Nếu đang sống đơn thân, mệnh chủ có thể dễ dàng kết giao với những người bạn mới trong những buổi họp hành, liên hoan, tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 5 năm 2022, tức ngày 10 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sai Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 5 năm 2022, tức ngày 22 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 5 năm 2022, tức ngày 5 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 5 năm 2022, tức ngày 17 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tương Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Nhâm Tý 1972 trong tháng 5 âm lịch.
phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Nhâm Tý. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng năm âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.